Bạn sẽ phải hối tiếc nếu bỏ qua cơ hội trồng cây bồ kết như thế này. Bồ kết không chỉ là một loại cây dược liệu quý mà còn là cơ hội kinh tế tuyệt vời dành cho người nông dân. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí lý do tại sao việc trồng cây bồ kết ghép đang trở thành xu hướng và tại sao bạn không nên bỏ lỡ cơ hội này. Bạn có biết rằng mỗi năm hàng ngàn nông dân đã phải đối mặt với rủi ro thất thu vì chọn nhầm cây trồng. Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một giải pháp hoàn hảo mà bạn không thể bỏ qua, đó chính là cây bồ kết ghép. Vậy điều gì đã khiến cây bồ kết ghép trở thành cơ hội vàng? Trước hết, giống cây này vượt trội hơn so với cây bồ kết tự nhiên nhờ vào khả năng sinh trưởng nhanh và năng suất cao. Hãy nhìn những chùm quả này, bạn có thể tin được rằng sau 2,5 năm, mỗi cây đã có thể cho thu hoạch lên tới 30kg quả tươi trong vòng 1 năm. Với giá bán hiện tại dao động từ 30 tới 45 ngàn đồng 1kg thì chỉ cần một diện tích nhỏ bạn đã có thể tạo ra nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng trên mỗi năm. Hơn nữa, cây bồ kết ghép không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, lại có khả năng chịu hạn tốt, phù hợp với nhiều loại đất và khí hậu. Tại vườn ươm của chúng tôi, mỗi cây bồ kết ghép đều được chăm sóc từ những ngày đầu, từ việc chọn gốc ghép khỏe mạnh đến cành ghép từ những cây mẹ năng suất cao. Các bước đều được thực hiện một cách cẩn thận. Quy trình ghép cây được thực hiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đảm bảo tỷ lệ thành công cao và chất lượng vượt trội. Sau khi ghép, cây trồng được nuôi trong môi trường thực tế nhất. Chúng tôi không sử dụng hệ thống nhà kính, nhà lưới, để sau này khi quý bà con trồng ra thì nó sẽ bén được với cái môi trường thực tế, ánh nắng ở trên những cái đồi cao. Chỉ sau 6 tháng thì cây đã phát triển mạnh mẽ và sau 2,5 đến 3 năm bạn sẽ bắt đầu cho những thu hoạch những chùm quả đầu tiên. Điều này nhanh hơn nhiều so với cây tự nhiên thường mất từ 5 tới 7 năm để cho quả. Và đặc biệt là trồng cây bồ kết tự nhiên, trồng cây bồ kết gieo từ hạt thì nó có tỷ lệ cây đực rất cao. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây, cây bồ kết không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là một di sản thiên nhiên quý giá của Việt Nam. Bảo tồn và phát triển cây bồ kết chính là bảo vệ môi trường và giữ gìn truyền thống cho thế hệ sau này. Hãy cùng chung tay với chúng tôi để bảo tồn cây bồ kết bằng cách lựa chọn giống cây bồ kết ghép chất lượng cao. Bạn không chỉ đang đầu tư vào tương lai kinh tế mà còn góp phần vào xây dựng một Việt Nam xanh, bền vững. Nếu bạn đang tìm kiếm giống cây bồ kết chất lượng thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên góc phải màn hình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy nội dung video này hữu ích thì hãy chia sẻ tới nhiều người khác để mọi người cùng biết tới giá trị kinh tế của cây bồ kết. Xin trân trọng kính chào.